tính, nó gia đình nào cũng có thôi, chẳng qua cái thứ mày không có sức chịu đựng quá kém cỏi, chỉ thích sống giả tạo, chỉ thích nghe những lời ngon ngọt thôi, chị thích nghe những lời vỗ về thôi, chị thích nghe những lời an ủi thôi, còn chửi bới là không có chịu, quá kém cỏi, không có sức chịu đựng, sống giả tạo, chỉ thích nghe nịnh hót thôi. Tiếp tục câu chuyện hành trình của một vị thần. Thì vị thần này vẫn đi vi hành để tìm người xứng đáng để trao cho 100 ghè rượu đựng đầy vàng. Thì một hôm vị thần mới chọn một người tín hiếu để đưa ra những thử thách để xem coi người này có xứng đáng nhận 100 ghè rượu đựng đầy vàng hay không. Thì một hôm Hiếu mới kể tâm sự với người bạn thân của mình tên là Thiện. Ê Thiện ơi, tao chia sẻ cho mày mấy cái clip của ông thầy này nè, ông giảng hay lắm mày ơi. Ông giảng về đạo làm người, tự nhiên nó đơn giản, nghe mà nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, xong nó hay lắm. Tao nghe mấy lần rồi, tao nghe đi nghe lại mấy lần rồi đó, tao chia sẻ cho mày rồi đó, mày về mày coi đi. Tự nhiên mày nghe vài lần cái là người mày thấy khác liền à, bình yên hẳn luôn á, hay lắm mày ơi. Cái ông thầy này là hồi trước đó là tao có đi ra Huế, tao gặp ổng rồi. À, khí chất đó mày, cái tướng người, khí chất, rồi học thức, trời ơi người ta cái gì cũng giỏi hết. Tự nhiên nó tét ra, nó toát ra cái vẻ thanh tao, bình yên, nhẹ nhàng, ấm áp. Trời ơi cái lòng tốt của người ta nó tự nhiên nó tỏ ra là mình bình yên hẳn luôn, mình yêu cuộc sống, thấy nhẹ nhàng, quên hết đi những ưu phiền của cuộc sống, áp lực công việc, tự nhiên quên hết đi mà. Nó hay vậy á, người sao mà giỏi dữ không biết. Trời ơi, nó không giống như tờ ở bên gia đình tao. Tờ ở bên gia đình tao ngày nào nó tao đau đầu ngày đó. Hết ông này cãi lộn, chửi bà kia, ông kia chửi bà nọ, bà ghê nhiều chuyện, hết đem chuyện ba má tao ra bàn ra tán, rồi thì đem chuyện của cháu chắt trong gia đình đã nói này nói kia, không yên ổn ngày nào hết. Người thì tham lam, người thì keo kiệt, anh em trong nhà giành của với nhau ấy thì đi kiện đi tụng. Nói gia đình ta mà sao mà đau đầu quá. Còn ở bên ông thầy đấy nè, sao mà nó khác hẳn, nó một trời một vực luôn mẹ ơi. Nó nhẹ nhàng từ lời nói, ấm áp, ân cần, vỗ về. Chỉ nói có vài câu thôi là lòng ta nó thanh thản, nó bình yên, nó quên hết mọi muộn phiền trong cuộc sống luôn. Cho mày nghe đi, ta không thể nào mà tả nổi, tao ngưỡng mộ một con người như vậy được. Tới lúc này vị thần mới khiến Thiện nói lại thứ giả tạo. Hiếu mới giật mình, gì giả tạo mày? Thì thần mới khiến Thiện nói lại giả tạo đó mày, nghe không 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 lộn đâu. Ê, gia đình nào cũng vậy hết nha, gia đình nào cũng có người này người kia, người nhiều chuyện, người đâm chọt, người keo kiệt, người hào phóng, người vui vẻ, người cọc tính. Nói gia đình nào cũng có thôi, chẳng qua cái thứ mày không có sức chịu đựng quá kém cỏi, chỉ thích sống giả tạo, chỉ thích nghe những lời ngon ngọt thôi, chỉ thích nghe những lời vỗ về thôi, chỉ thích nghe những lời an ủi thôi, còn chửi bới là không có chịu, quá kém cỏi, không có sức chịu đựng, sống giả tạo, chỉ thích nghe nịnh hót thôi. Còn đó, chửi bới cũng là những lời nói đó, mà sao không nghe, không học, không lấy ra rút ra bài học từ đó, rèn luyện con mình, con người mình có sức chịu đựng hơn, giỏi giang hơn đi. Sao không yêu gia đình, mày có bản lĩnh á thì mày yêu cái người mà chửi bới mày, mày có bản lĩnh á thì mày yêu những con người tham lam, mày có bản lĩnh á mày yêu những con người keo kiệt á thì tao mới nể mày, mới phục mày, mới học hỏi từ mày á. Gia đình mày mày không yêu, mày yêu cái thứ gì đâu, đầu đường xó chợ ngoài bờ ngoài bụi như vậy, mày đặt chia sẻ tao, gốm tao thiệt. Tao không thèm đánh đổi gia đình tao để lấy một 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 cái thằng thầy gì đó của mày, không quen không biết gì ở tao hết á. Ê gia đình tao nghe, có người này người kia hết, nhưng mà tao đều thương hết á, tao không giống như mày đâu. Cái thứ đi thương cái người dân nước lẻ ngoài kia, không thương gia đình mình, tao chửi giả tạo là còn ít đó. Tao mà văn chương còn dở nữa thì tao chụp còn chửi nữa, gốm mày chả khác gì một đứa con nít đâu nghe.
đứa con nít đó nó cũng lựa người nào mà thương nó, khen nó, nịnh nó thì nó mới chơi thôi, còn người nào chửi bới lại bỏ đi, nó không thèm chơi. Mày không khác gì một đứa con nít tư duy kém cỏi, tao nói thẳng mặt mày luôn đó. Mày có giỏi, mày có bản lĩnh, mày nghe những lời chướng tai gai mắt mà mày không giận không hờn thì đó mới là giỏi. Quay qua trách móc gia đình mình thì làm cái gì đâu, tao khinh thêm, tao chửi vô mặt chứ ở đó mà mày đặt làm bạn làm bè với tao, còn đặt chia sẻ. Ông thầy nào vậy, ông thầy nào mà hơn gia đình mình, ông thầy nào mà hơn gia đình được gốm ổng á, cái ông thầy đó mày chẳng qua mày thích ổng á là vì ổng ổng không có chửi bới mày thôi. Mày giỏi mày đi á, tao chửi thẳng vô mặt mày nè, mày đừng có tự ái nghe, mày giỏi mày yêu đi đó, đó mới là bản lĩnh đó. Mấy cái thứ đó giả tạo, mày đặt cũng giống như một đứa con nít vậy đó, mày bày đặt gớm biến đi, sống giả tạo vừa phải thôi. Tới lúc này thì đang lúc chia sẻ câu chuyện hay để cho bạn mình nghe, để mà Hiếu nhận lại một kết cục hoàn toàn trái ngược. Thì sau những ngày sau đó là Hiếu mới buồn quá, mới giận Thiện quá, không có nhắn tin không trả lời, không có nói gì hết. Rồi bỏ đi đâu mấy ngày thì mới nhắn tin hỏi thăm thì cũng không trả lời luôn, đi đâu mấy ngày luôn thì bị thằng mới lo quá, cũng thương cho Hiếu, cũng có lòng tốt thôi mà. Mình hơi nặng lời, thử thách hơi khó một chút để mà vượt qua không nổi. Thì một hôm bị thằng mới báo tin về, báo mộng về cho Hiếu biết: Hiếu ơi, ta là thằng này, ta đến đây để ta nói với con một chuyện á, là hơi những gì mà xảy ra trong đời con á, hết chuyện này chuyện kia, rồi hết người này nói thế này người kia nói thế kia á, là do thằng ở con, thằng Sai Khiến họ nói như vậy để mà thử thách con á. Hôm trước có thằng Thiện nó nói với con những lời như vậy á, để khiến con tức giận á, cũng không phải là chủ ý của nó đâu, là do thằng khiến nó nói vậy á con. Con đừng có giận nghe, con đừng có trách móc nói gì hết nghe, là thử thách của ta á, ta khiến con để coi trong hoàn cảnh đó con có kiềm chế được cảm xúc của mình hay không, con có nóng giận hay không, con có tức giận hay không con. Trời ơi, nếu mà con không có tức giận nó thì là con nhận được 100 ghe rượu đựng đầy vàng rồi. Trời ơi, tiếc ghê, vậy mà mấy nay con giận nó, ta thương quá thì ta mới báo mộng về cho con biết nè. Tới lúc này Hiếu mới quay về Hiếu nói: đó mà thử thách mình. Trời ơi, mắng nhiếc người ta, chửi xa xả với mặt người ta như vậy mà gọi là thử thách? Thử thách gì mà kỳ cục vậy? Ông có phải là thần không vậy? Ông tự nhiên ông tới ông xưng Ngọc ơ, ta là thần đây, có thần nào nói chuyện cái giọng đó, thần thánh nào mà nói chuyện cái giọng ác ôn như vậy, thần thánh nào mà chửi vô mặt người ta xa xả như vậy? Ủa, nói như kiểu như ông ở xóm tôi chắc chắc thần thánh hết rồi, mấy cái đứa mỏ hổn xung quanh xóm tôi chắc là thần thánh hết. Ờ đúng rồi con, đúng rồi, mấy mấy cái đứa mỏ hổn nó trong xóm con cũng cũng là bạn tan hết á. Họ cũng đi thử thách, họ cũng là thần, họ họ nhập vô người này nhập vô người kia để mà thử thách con người ta đó, bạn ta hết á. Hôm nay Hiếu quay lại nói: ông im đi. Trời ơi, thì mấy đứa trên đời mỏ hổn trên đời này là thánh thần hết hả? Thử thách cái kiểu gì kỳ vậy, thử thách kiểu gì mà ngu quá vậy? Người ta lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, một điều căn bản như vậy mà ông còn không làm được, thần thánh không biết thương người hết vậy, chửi xa xả với mặt người ta. Trời ơi, tôi chia sẻ mấy clip hay về đạo về 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 đời vậy mà đã không an ủi, không động viên người ta, không giúp đỡ cho nó phát triển lên, còn chửi thẳng với mặt người ta vậy, như vậy gọi là thần với thánh, thứ dốt nát. Thứ ông chả phải là thần là thánh, thứ ông là ma là quỷ thì có, không ăn không học không đọc sách gì hết mà đặt đi thử thách người ta, chả biết thử thách là cái gì hết mà cũng mà đặt đi thử với chả thách, biến đi thứ ma thứ quỷ. Lại thêm một người nữa, thêm một người nữa chê trách nó bị thần này, không phải là thần là thánh mà là ma là quỷ. À, theo bạn thì như thế nào mới gọi là thử thách?
rồi biết người thân bạn bè của mình, gia đình mình, người thân mình xung quanh mình nói những lời khó nghe là thử thách của một vị thần, thì bạn có xứng, bạn có vui lòng bỏ qua cho người thân bạn bè của mình hay không?